Các bạn đã đến kênh của Chris Gamer. Đây mình sẽ chỉ cách các bạn vượt qua từ level 1 đến level 10 của game Red Dead. Với cấp độ 1 thì chúng ta sẽ chọn con hổ hay con gì này bên trên thì nó kích thước to nhất trên màn hình. Sang cấp độ 2, các bạn muốn ở vùng 2 thì trên màn hình chắc chỉ cần bỏ hết các đám mây ra thôi. Đó, thế là ở được vùng 2 rồi. Xong cấp độ 3. Cấp 3 thì rồi muốn bỏ tù thì khá đơn giản. Chắc chỉ cần mở tù. Đó, con voi vào. Thế là qua, thế là qua cấp độ 3. Rồi xong cấp độ 4 này. Cái đọc kia bài, cái gì gần với chúng ta nhất thì em thấy có chữ, có cái mặt trăng này thì mình ấn vào mặt trăng. Đó, nó gần với chữ chúng ta nhất. Nói chung chúng ta hãy đọc kỹ bài đi. Ừ, được qua. Đấy. Đây, nút gửi. Đó, qua mà. Quay lại. Cấp độ 5. Chúng ta có bao nhiêu nát pizza? Độ 5 đúng không? Đấy, mình đoán thức kiểu gì cũng được mình. Có một cái này. Di chuyển được. 3 này. 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 này, 9 cái đấy các bạn nhé. Sang cấp độ 6 nào. Tôi đã vượt qua tay đua thứ thiệt 2. Hiện tại tôi thứ mấy? Vượt tay đua thứ 2 thì chắc chắn chúng ta sẽ qua tay đua thứ 2 chắc chắn ở thứ 2 rồi. 2 thôi. Sang cấp độ 7 này. Ok bài, hãy trượt sang trái để mở khóa. Đây chữ sang phải này, không được. Bên trái, chúng ta hãy nhớ kỹ là chữ bên trái. Sang bên trái nhé, mình kéo sang trái thôi. Đó, qua cấp độ 7. Sang cấp độ 8 này. Ok bài, mèo Moon đang đói, hãy cho mèo Moon ăn. Kéo này được, không được đúng không? Thế chắc chắn sẽ không được. Ta thì đọc kỹ mèo Moon. Đây chưa chắc là mèo Moon, mình kéo đây cũng được. Đó, mèo Moon. Và kéo chữ mèo Moon là qua. Ra cấp độ 9 à. Màu xanh lá ở đâu? Cái chắc cũng kiểu như pha trộn màu ấy. Chứ không phải là mình ấn màu xanh lá đâu. Chắc chắn ba quả bóng này trộn vào nó sẽ thành màu xanh lá. Chắc chắn các bạn thấy đó. Đấy, xanh lam cộng vàng, da xanh. Xanh phối màu các cơ bản đấy. Xong cấp độ 10 này. Ủa thì khá hại mắt này. Tấm hình này có gì đó sai sai. Hãy nhìn kỹ này, nhìn kỹ mọi người. Xung quanh không thấy gì lạ đúng không? Người bình thường thì nó sẽ như này. Nó sẽ có một thứ sai sai. Xem kỹ các ngón tay này. Chú hề này. Tay bên phải thì theo hướng mình nhìn thì sẽ có 5 ngón. Tay bên trái theo hướng mình nhìn thì có tận 6 ngón, chắc chắn đó sai chỗ đấy rồi. Ở đây, qua. Đấy, có 6 ngón. Các bạn đã xem video của mình nhé. Từ từ hay, hãy like và subscribe kênh của mình để đón xem những video tiếp theo.